Em chào các bác nhé, em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc nhé. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng em đều không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng. Mở đầu cái phiên ngày hôm nay thì em sẽ lên một số cái mặt hàng đai châu, lỗi lá, thanh lý nhé. Hôm nay lên thanh lý sập sàn một số combo đai châu lỗi lá cho các bác nhé. Đây đầu tiên em sẽ lên cái combo 3 cây châu Thái pha màu đỏ này. Một combo 3 cây như này em thanh lý 400k này. Hàng lỗi lá nhé cả nhà nhé. Hàng của nhà em thì tầm này đang có nụ hết rồi. Đây này, đấy. Có nụ hết rồi nhé các bác nhé. Lưu ý với các bác cái hàng này nó là cái hàng lỗi lá nên là thanh lý rẻ cho mọi người. Một combo 3 cây với giá là 400.000, chưa bao gồm ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhé. Lỗi lá thì một nó sẽ bị cắt lá, hai là bị vỡ lá do vận chuyển, ba là nó bị mất lá chân, còn không có hàng thối. Lá ngọn còn nguyên nhé. Đây là tình trạng dập lá này, vỡ lá nhé. Đây hàng 100% đều đang có nụ rồi. Trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá đến 4 cặp lá rưỡi cho một cây nhá. Do cái quá trình vận chuyển về ạ. Cái thành chậu đè lên cây. Đây này, bị vỡ lá nhá. Thanh lý nhanh cho các bác 400.000 ba cây. Cái hàng này đợt trước là em đang bán là 160.000 một cây. Nhưng mà vì là cái hàng này nó lá nó hơi kém một chút cho nên là hôm nay thanh lý một combo cho các bác là 400.000 ba cây nhá. Đây tiếp theo cái phiên lỗi lá nữa này, em sẽ lên cái hàng ôm gỗ 150.000 một bảng 2 cây. Nó cũng là cái hàng lỗi lá nhá. Hàng này của nhà em, cái hàng đối với cái hàng ôm gỗ này này thì là khoảng tầm 70% cây nó đều đang có nụ rồi. Trung bình một cây này nó cứ dao động khoảng tầm 2 cặp lá rưỡi đến 3 cặp lá một cây. Mà cái hàng ôm gỗ một bảng 2 cây này thì nó là hoa sổ số nhá. Đây là một loạt mặt hoa của nó này. Đó. Có một số cây thì nó chưa có nụ ấy ạ. Thì cái hàng đấy cứ đảm bảo với các bác 100% sẽ cho hoa trong năm nay. Mọi người cứ yên tâm nhá. Đây này, nụ này, nó ra rất là nhiều luôn nhá. 150.000 nhá cả nhà nhá. 150.000 một bảng 2 cây. Tính ra là nó rơi vào khoảng tầm 75.000 một cây. 75.000 mà các bác mua một cái cây hàng thuần ấy ạ. Thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn thế này một chút thôi. À cây hàng kg ấy ạ, nó cũng chỉ nhỉnh hơn thế này một chút thôi. Mà về các bác treo mãi nó mới lên được một tí dễ nhá. Đây cái hàng này của nhà em nó là cái hàng thuần sẵn rồi. Hàng thuần năm thứ 3 rồi. Về bây giờ chỉ treo lên đợi hoa thôi. 150.000 một bảng 2 cây hàng lỗi lá nhá các bác nhá. Hàng lỗi lá và cái hàng này thì nó cũng giống cái hàng chậu combo 3 cây ạ. Là nó bị mất lá chân hoặc là nó bị vỡ lá thôi. Còn lá ngọn thì vẫn còn đầy nhá. Vẫn còn nguyên, đầy đủ. Đây này, em cũng không còn nhiều đâu. Chỗ này em chỉ còn khoảng tầm 30 bảng thôi nhá. Thanh lý nhanh cho các bác nhá. Tiếp theo video thì em sẽ lên thêm một cái lô đai châu nhá. Châu này nó là cái hàng châu lai, nó có tên gọi là bông mai cánh chớp này. Cây cực kỳ đẹp luôn. Đây là mặt hoa của nó nhá. Dạng hoa chùm, cánh tròn xoe nhá. Mặt bông thì nó giống cái hình dạng cái bông mai á. Màu sắc rất là yêu nhá, chỉ có duy nhất một màu này thôi. Duy nhất một màu này nhá, màu này nó là cái màu hồng đào ấy ạ, màu hồng đào nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ bán theo combo, một combo 2 cây như thế này. Em bán với giá là 230.000 nhá, 230.000. Đây cái giá đợt này về nó nhẹ hơn rất là nhiều. Đợt trước cách đây độ khoảng tầm 1 tháng thôi thì em bán là rơi vào 150 một cây này rồi. Đợt này về giá rẻ bất ngờ nhá. Combo 2 cây này, 230.000. Lưu ý với các bác là cái giá đấy là chưa có phí ship nhá. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship. Mua 2 cây 40.000 mà mua đến 10 cây, 10 mã cũng là 40.000 nhá. Mặt hoa rất là yêu luôn. Cái dòng này thì nó rất là thơm, nó là đai châu mà. Nó là đai châu nhá các bác nhá. Cho nên là nó rất là thơm và bền hoa. Đây cây này trung bình một cây thì nó cứ dao động từ 3 cặp lá giữa đổ lên. Hàng này về các bác có thể tách ra các bác ghép lũa đúng như đai châu mà trồng chậu cũng được ạ. Đây em về được hơn 100 cây thôi, 150 cây thôi. Số lượng cũng không có nhiều nhá. Đây này các bác tranh thủ mua tầm này để ghép một giò, có một giò lan chơi Tết nhá. Cái màu này chơi Tết thì quá là hợp cảnh rồi.
Nhạn va hoa vàng lưỡi trắng của nhà em này. Em còn rất là ít nhá, nên là các bác tranh thủ sưu tầm nhá. 600k cho một cây. Hàng chuẩn mặt hoa, em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Mạnh dạn luôn ạ, bảo hành mặt hoa cho các bác. 600k một cây. Cứ phải nói đi nói lại là mọi người đừng so sánh với cái hàng 350 ở trên thị trường. Trên thị trường 350 người ta không bao giờ người ta dám bảo hành mặt hoa cho các bác đâu nhá. Cái mà cái nhạn thái này này thì hoa nó sẽ nở quanh năm, rải rác từ tháng 4 đến tháng 10, tháng 11 dương lịch nhá cả nhà nhá. Cái này nó không phải là cái hàng nhạn tháng 8 như ở trên thị trường người ta quảng cáo đâu ạ. Đây là nhà em cứ nói thật luôn, nó là cái hàng nhạn thái. Hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 4, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, tháng 11 dương lịch cho các bác. Rất là đẹp luôn nhá. Hàng lá xếp này đều tăm tắp luôn nhá. 600k một cây. Chuẩn mặt hoa, bảo hành mặt hoa. Châu ôm gỗ hồng cánh sen của nhà em về bổ sung thêm hàng nhá. Giá cũ không đổi này, 340.000 cho một bảng. Đây. Cây trưởng thành nhá. Hàng 100% đang có nụ hết rồi này. Cái hàng này nhà em nó là cái hàng có tem. Bảo hành mặt hoa cho các bác 100% chuẩn hồng cánh sen nhá. Đây là mặt hoa của nó này. Đó. Và cứ trung bình mỗi một cây này nó cứ dao động từ 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá rưỡi cho một cây. Hàng 100% đang có nụ này. Đây nha các bác nhá. Vì cái lá này nó xếp rít nhau nên em không dám tách hẳn ra đây này. Đấy, nụ này. Nụ nhá. Sờ vào cây nào cũng thấy nụ, mọi người yên tâm nhá. Đây, nụ đây. Đó. Hàng thuần rồi, hàng cây trưởng thành. Về các bác cứ ngoặc cái móc này lên, ngoặc cái móc đằng sau này, mọi người treo lên. Hoặc là các bác thích trồng sang cái giá thể khác thì mọi người cứ chơi hết hoa năm nay đi. Xong sang năm các bác tách ra các bác dưỡng lại cây cho nó khỏe nhá. Đây hàng của nhà em này. Cái này thì nó chỉ là cái hàng lá mít xếp thôi chứ không phải là mít dù dịt nhá. Nhưng thực tế em quay này. Và chiều dài trung bình của một lá thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 15-20cm cho em nhá. 15-20cm thôi ạ. Chuẩn mặt hoa hồng cánh sen nhá các bác nhá. Đây. 340.000 cho một bảng này. Cái giá này là giá chưa bao gồm phí ship. Nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Thanh đạm Indo của nhà em này, hàng hai màu hoa nhá. Đây các bác nhìn cho em này, cái vòi hoa này chuẩn bị bung hoa rồi nhá. 350.000 cho một chậu. Cái hàng này thì nó là cái hàng chuẩn hoa Tết ạ. Tầm này là có một số giò này nó ra sớm ạ. Nên như ví dụ như cái giò này này, nó ra sớm thì được ngắm hoa sớm này. Còn lại chuẩn thanh đạm của nó là nó cho hoa Tết nhá. Cái thanh đạm này thì nó cực kỳ thơm. Cái lá tuy nó hơi hơi xấu xấu một chút thôi, nhưng mà bù lại thì hoa của nó cực kỳ thơm và đẹp nhá. Đây là mặt hoa của thanh đạm này. Các bác mà muốn có một cái suối hoa như thế này thì mọi người phải ghép cho em khoảng tầm 3 chậu này thì nó mới ra được cái vòi hoa dày nhá. Và lưu ý với các bác này là cứ mỗi một cái giá hành như thế này nó sẽ cho hai vòi hoa. Hiện tại bây giờ có một vòi rồi này, mấy nữa sẽ thêm một vòi nó nảy ra nách bên này nữa nhá. Và ra cái thanh đạm Indo này thì mọi người không cần phải chăm nhiều đâu. Khoảng tầm 3 ngày mọi người tưới nước cho em một lần. Khi nào cái giá thể trồng này nó khô cong vào thì các bác hãy tưới nhá. Cái hàng này thì em chỉ lưu ý với các bác một cái điều nho nhỏ là cái lá của thanh đạm nó sẽ không được đẹp như những cái lá hàng công nghiệp khác nhá. Đây, thực tế luôn ở nhà em này. Lá nó hơi cùi cùi một chút. Nhưng mà bù lại thì hoa của nó rất là đẹp và thơm nhá. Nó có cái hương thơm dễ chịu. Hoa của nó rủ xuống đúng như hoa kiếm như thế này này. Đây cái giò này của nhà em là chuẩn bị nó bục hết ra rồi. Còn hàng thì bây giờ đang có nụ nhá. Đây mọi người nhìn này, nụ này. Siêu nhiều nụ luôn nhá. Đó. 350.000 một giò là chưa có phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Em lên thêm một cái mặt hàng thân thòng hoa Tết nữa cho các bác nhá. Phi điệp tím hàng lưỡi bẹt này. Đây. Đẹp chưa? Có 130.000 một bảng thôi nhá cả nhà nhá. Một bảng của nó thì siêu dày ngọn luôn này, 100% là thân hoa cho em nhá. Đây là mặt hoa nó nở thực tế tại vườn nhà em này. Yêu chưa? Bông rất là bay nhá. Đây em lấy cho mọi người xem này. Trung bình một bảng này thì nó có từ 5 thân đổ lên nhá, hàng 100% là thân hoa. Cái hàng này về mọi người có thể bóc ra, mọi người trồng sang giá thể khác cũng được nhá. Đây này. Thân này thì nó cũng tương đối là mập nhá, tương đối là mập đấy ạ.
Đó. Có 130.000 một bảng thôi. Mà lưu ý với các bác nhá là toàn bộ giá hàng nhà em báo ra là giá chưa có phí ship. Nên là các bác vui lòng ở mỗi thùng hàng mọi người cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Hàng tầm này thì có những cái thân nó đã thắt ngọn, còn có những thân vẫn đang tiếp tục đi ngọn cho em nhá. Những cái hàng thân thòng này thì chiều dài tối đa của một thân nó sẽ đạt khoảng tầm 80 cm. 80 đến 90 cm một thân nhá. Đấy là chiều dài tối đa nhá mọi người nhá, còn cái chiều dài hiện tại ạ, hiện tại của mỗi bảng thì chiều dài nó sẽ xấp xỉ khoảng tầm 20 cm đổ lên đây, như thế này này, em đo thực tế luôn này. Em đang nói là trong cái trường hợp mà mọi người nuôi tốt ạ, chăm sóc tốt thì cái chiều dài tối đa nó sẽ đạt khoảng tầm 8-90 cm. Còn bây giờ cái hiện tại chiều dài hiện tại ở tại vườn nhà em là nó chỉ trên 20 cm cho một thân thôi nhá. Đây đo thực tế luôn này. Đuôi sắc tím nhá các bác nhá. Đây này, một giò siêu to siêu đẹp này nó có giá 400.000 thôi. Trung bình một giò này thì nó sẽ có khoảng tầm 6 đến 7 thân. To bé xen kẽ. Đây, hoa trắng tím nhá, hoa cực kỳ thơm này. Cái dòng này ưu điểm vượt trội của nó là vòi hoa của nó rất là dài. Rất là dài nhá, mà hoa bền. Sóc tím này thì nó sẽ nở vào những tháng mùa hè, dao động từ tháng 4 trở đi nhá. Đấy, mọi người nhìn cho em này, hàng này nó là cái hàng thuần rồi, hàng thuần năm thứ tư rồi, về các bác cứ như này các bác móc lên là được nhá. Chăm sóc thì lại cực kỳ là đơn giản. Một ngày mọi người tưới nước 2 lần cho em, nhớ chỉ tưới phần gốc này. Phần ke lá này các bác cố gắng tránh để cho nước có đọng ở ke lá nhá, vì như thế nó sẽ gây thối nhũ nặng. Về mọi người thì cái này thì nó là cái dạng rễ gió, thì về các bác những cái rễ già rễ khô quắt keo vào này, các bác cắt hết đi cho em nhé, đừng tiếc, cắt hết đi để cho nó nảy cái rễ mới đi ra này. 400k một giò nhé cả nhà nhé, quá rẻ luôn. Giò này siêu to đấy ạ, cứ mỗi tính ra thì cứ trung bình một một thân của nó sẽ cho khoảng tầm 1 đến 2 vòi hoa nhá, 1 đến 2 vòi hoa, mà cái này nó có 6-7 thân cơ.